ban nhạc dân tộc và hát thơ lạc Việt xin trân trọng gửi tới quý vị những thi phẩm viết về ẩm thực Việt Nam của tiến sĩ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã qua các giọng hát và ngâm thơ nghệ nhân ưu tú Vũ Huy Dự, nghệ sĩ Kim Thoa, Thu Thủy và Hoàng Đức Tâm. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Bài hát nói khen tặng bún Việt Nam của tiến sĩ Hãn Nguyên Nguyễn Nhã do nghệ nhân ưu tú Vũ Huy Dự trình bày. Bún từ nền văn minh lúa nước, dân nghèo có bún được ăn ngon. Chỉ cần bún chấm với mắm tôm, ăn đơn giản ý, xong lại ngon tuyệt hảo. Bún Việt một món ăn ý, độc đáo ý, ý. Dân Nam nhiều đầu bếp tuyệt vời, chế biến thành nhiều thứ bún mọi nơi. Nào bún ốc, bún riêu, bún thang, mọi người đều thích. Bún chả cá rồi biết bao, bún chả thịt à, bún thứ nào cũng không ít người ưa. Dù khen mấy cũng không thừa, bún từ nền văn minh lúa nước.